Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, triển khai dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 2021-2025 theo hướng dẫn của Trung ương Hội. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số các cấp. Theo đó, năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 4 cuộc hội nghị triển khai dự án 8 tại 4 xã vùng đồng bào dân tộc, 11 cuộc hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới cho hơn 400 cán bộ hội cơ sở. Trong năm, các cấp hội cũng đã phát hiện, giới thiệu, biểu dương 1.344 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 điển hình là hội viên phụ nữ dân tộc tôn giáo trong các lĩnh vực hoạt động hội, phong trào phụ nữ, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, hội còn phát động 100% cơ sở khai thác tốt 117 tủ và 200 kệ sách báo, pháp luật, duy trì tốt phong trào đọc sách báo trong cán bộ hội viên phụ nữ, các loại hình tổ phụ nữ đọc sách báo nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Nhằm góp phần xây dựng tổ chức đoàn và tập hợp thanh niên năm 2023, tỉnh đoàn Vĩnh Long đề ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển 8.000 đoàn viên mới. Để tổ chức đoàn đông về số, mạnh về chất và đạt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới, đồng thời phấn đấu có 85% đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có đoàn cơ sở yếu kém. Năm 2023, tỉnh đoàn Vĩnh Long tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát động 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và 100% chi đoàn đoàn cơ sở, đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, xây dựng chi đoàn vững mạnh. Cùng với đó là tiếp tục triển khai các giải pháp mới quyết liệt đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, duy trì hiệu quả việc tổ chức ngày đoàn viên, đặc biệt là thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, đẩy mạnh thực hiện chủ trương 1+1 là mỗi đoàn viên hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia đoàn phù hợp với tình hình mới. Thực hiện công tác tạo nguồn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, năm 2022, đoàn các cấp trong tỉnh đã mở 34 lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn cho gần 3.000 đội viên thanh niên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn gắn với các ngày hội đội viên tiến bước lên đoàn. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức kết nạp được hơn 6.000 đoàn viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay lên trên 38.800 đoàn viên. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn đã khiến cho tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm mạnh trên toàn cầu. Và trong tháng 1 năm nay, nước ta vẫn ghi nhận những con số tích cực về nguồn vốn này, mở ra những triển vọng lạc quan cho cả năm nay. Trên bệnh viện cả nước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 giảm so với cùng kỳ, nhưng có tới 153 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong bối cảnh thu hút dòng vốn khó khăn, nhưng năm 2022, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam vẫn đạt trên 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm trước và cao nhất trong 5 năm gần đây. Trước tín hiệu tích cực này, chuyên gia dự báo năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn FDI với con số kỳ vọng từ 36 đến 38 tỷ đô la Mỹ. Nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm ngoái, thì nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện. Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu trong văn bản gửi Bộ Công Thương trước dự báo nhu cầu than cho điện tăng cao so với năm ngoái khi có thêm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết năm ngoái việc cấp than cho điện không đúng kế hoạch với hầu hết nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện. Dự báo năm nay, nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng quy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập. Tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết là tính đến nay, tỷ lệ đất công nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đạt gần 98%. Song phần tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp
đã thuê tại các khu công nghiệp chỉ đạt hơn 66%. Theo đó, tổng diện tích đất công nghiệp trong các khu công nghiệp đã được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê là trên 277 ha, chiếm 97,7% tổng diện tích đất công nghiệp trong các khu công nghiệp tại địa phương, hiện có gần 284 ha. Đến nay đã có 63 dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3.037 tỷ đồng và trên 925 triệu đô la Mỹ. Song hiện các nhà đầu tư thứ cấp chỉ triển khai các dự án trên phần diện tích khoảng 183 ha đất công nghiệp trong các khu công nghiệp, đạt trên 66% tổng diện tích đất công nghiệp đã đăng ký thuê, với tổng số vốn đã triển khai đầu tư trên 2.017 tỷ đồng và 614 triệu đô la Mỹ, đạt trên 66% tổng nguồn vốn đã đăng ký đầu tư. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long hiện đang thiếu quỹ đất sạch để phục vụ nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cho nên việc chậm triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ đất sạch tại địa phương. Do nguồn vốn phân bổ có sự điều chỉnh bổ sung nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên huyện Bình Tân đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh lần hai với tổng nguồn vốn trên 1.208 tỷ đồng, gồm nguồn vốn từ ngân sách trung ương gần 42 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 889,973 tỷ đồng và ngân sách huyện hơn 277 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn được phân bổ, huyện Bình Tân sẽ đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình cấp thiết khác trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất văn hóa, nhằm giúp địa phương nâng chất nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. Sau Tết Nguyên đán thì đàn gia súc gia cầm thương phẩm giảm nhiều do đã được xuất bán để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy, các trang trại, hộ chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi ổn định sản xuất. Để hoạt động tái đàn hiệu quả, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân phải thực hiện tái đàn một cách có kiểm soát, đồng thời cần mua con giống ở những cơ sở có uy tín và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để hạn chế rủi ro. Sau Tết là khoảng thời gian thuận lợi để các hộ chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm giao mùa khiến dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát nếu công tác phòng chống dịch không được người dân chú trọng. Thưa quý vị, toàn tỉnh Vĩnh Long thì hiện có trên 84.500 con trâu bò trong diện phải tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục. Thì trong năm 2023, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh thực hiện việc vận động các hộ chăn nuôi tích cực tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Riêng trong tháng 1 năm 2023, toàn tỉnh có trên 150 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục được tiêm cho đàn trâu bò. Mục tiêu đến cuối năm 2023 có trên 80% tổng đàn trâu bò được tiêm vaccine. Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành trên cả nước. Bệnh viêm da nổi cục không lây sang người, nhưng nếu trâu bò nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Vì vậy, tiêm vaccine phòng bệnh là giải pháp tốt nhất, góp phần bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi và ổn định kinh tế trong chăn nuôi. Ghi nhận tại thành phố Vĩnh Long, thị trường quà tươi và quà tặng cho ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 đã trở nên sôi động với nhiều loại phong phú đa dạng. Quà tặng là hoa tươi, nhất là hoa hồng vẫn được khách hàng chuộng nhất vào ngày lễ tình nhân. Cận ngày lễ 14 tháng 2, giá hoa hồng tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện hoa hồng nhập được bán ra phổ biến ở mức 220.000 đồng một cành. Hoa hồng Đà Lạt dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một cành tùy màu. Bên cạnh các loại hoa nội địa, các giống hoa nhập như tulip Hà Lan, baby Hà Lan vân vân cũng được khách hàng tìm mua. Tại các siêu thị và cửa hàng, quà tặng dịp lễ tình nhân cũng khá là phong phú đa dạng như là mỹ phẩm các loại, gấu bông, sô-cô-la. Nhìn chung, lượng khách đến mua các mặt hàng quà tặng tăng hơn 30% so với những ngày trước đó. Người kinh doanh đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá dịp này để kích cầu sức mua.